Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp May Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là 18 phô mai nha anh em, trong đó có một phô mai tứ quý và 17 phô mai vàng. Hôm nay mình lên hàng giá sinh viên để phục vụ cho anh em nha anh em. Hàng vài trăm k, triệu ngoài, 2 triệu ngoài, nhiều hả anh em. Đây, giá sinh viên không nha anh em. Đây, triệu ngoài anh em cũng có mấy cây này sở hữu luôn nha anh em. Để đẹp không ha, cũng một hàng cho anh em lựa hàng triệu ngoài luôn nè. Mua được nguyên lô rẻ đó nè, anh bấm giá rẻ cho anh em chơi ha, lục lực sạc lớn, uống một hàng cho anh em lựa ha. Rồi Quyền, em nhắc số điện thoại của em ơi. Hỏi là 0939860018 nhà của chú anh chị. Rồi số điện thoại của Quyền, em bổ sung góc trái hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát ha nè. Đó là cây số 1 nha em, em ơi vàng, cũng khá đẹp anh em ơi. Dạ sinh viên ha. Đi đây tựa những thú rồi nè, có cái đuôi luôn nè. Rồi cho thông số luôn mày, mã số 1 là phô mai vàng nha nè, cũ gì cũng thú á. Chiều cao là 47 nha cô chú. 47 chiều cao. Ngăn đôi chế này là 31 ha. 31 của Bình Thăng. Cũ này là 49 nha cô chú. Cái cũ 49. Đường kính bầu là 50. 50 cho đường kính bầu. Rồi mã số 1 này giá sao em ơi? Mã số 1 cho luôn giá 2 triệu 9 của chú anh chị ơi. 2 triệu 9 vô mã số 1 nha nam. Thôi xếp này mọi miền Tây Quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 2 nha nam. Mã số 2 là phô mai vàng giá sinh viên nha nam. Cây khá đẹp nè. Khá duyên cây nè. Bởi như rất mềm cho anh em chơi nè mà. Có rẻ được bán rẻ nè, không có đánh giá trị cây kêu giá ha. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao 36 cô chú. 36 chiều cao. Rồi vị trí này là 34 nha. 34 vô bành eo. Rồi vị trí này là 39 nha. 39 vị trí đó vậy nè. Rồi mã số 2 giá sao em ơi? Mã số 2 cho luôn giá 2 triệu 8 của chú ơi. 2 triệu 8 và mã số 2 nha em. Rồi ship này mọi miền Tây Quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 3 nha em. Mã số 3. Mã số 3 là phô mai vàng giá sinh viên nha em. Ghế này nè, để giữ nước vậy ha. Nó rất mềm. Rất kẹo nè. Đây, một đế này nè. Đây cây này có mấy cái thẹo nha em, thẹo như cây thiên nhiên á, trong vườn người ta không có xử lý keo như mình, nên nó bị phạm nha em đó. Này, cái giá nó gặt rẻ, cái thẹo này không ăn thua tới ảnh hưởng tới cây nha em. Bán sao có sao báo này em vậy ha. Rồi cho thông số mà. Chiều cao 86 của chú ơi. Chiều cao là 86 nha nam. Rồi vị trí này 28 ha. 28 vị trí đó. Rồi vị trí này là 32 nha cô chú. Rồi mã số 3. Đường kính màu là 60. Rồi mã số 3 giá sao mày? Mã số 3 mà dẹn cho lúa giá 2 triệu 3 của chú anh chị ơi. 2 triệu 3 và mã số 3 nha nam. Mã ship này mọi miền Tây Quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 4 nha nam. Mã số 4 là phô mai vàng thân chụp đế đặc nha nam. Rồi cho thông số. Chiều cao là 79 ha. 79 chiều cao nha nè. Bình Thăng đôi chế này là 27 ha. 27 Bình Thăng. Nè xét đầu đế này là 29 nha cô chú. Xét đầu đế 29 nha nè. Rồi. Xuống nó còn đỏ nữa cô chú. Đường kính cầu là 45 ha. Rồi mã số 4 này giá sao em ơi? Mã số 4 giao luôn với giá là 1 triệu 9 của chú anh chị ơi. 1 triệu 9 với mã số 4 vậy nè. Mã xếp này mọi miền Tây Quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 5 nha nam. Mã số 5 vô mày vàng quái nha nè. Nó mềm ha.
chiều cao là 58. Chiều cao 58. Mình đang đo 9 hay là 29 nha cô chú? 29 mình thang. Cái cũ của nó là 45 nha chú ơi. Cũ 45 nha nè. Đường kính cầu là 45 nha. Rồi mã số 5 này giá sao mày? Mã số 5 giao lưu với giá là 1.6 chú anh chị ơi. 1.6 của mã số 5 nha em. Mã số này mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 6 là mã thứ quý nha em. Mã thứ quý 4 bộ nữa ha. Bộ gừng hết em ha, để đặt. Liền mặt ha. Liền mặt nha em. Cái mặt này đẹp quá đẹp em ha. Đây là có chi tiết này nha em, phải bứng kế cái mít đó. Nè, nó có mấy cái cọng gừng mít nè, mấy cọng gừng mít nè em. Đó. Hôm nay là cọng gừng mít luôn nha em, mà lót đủ hết trơn ha. Đó nè. Nên nhiều khi anh em nhận rồi nó này nè, nói sao không báo ha, anh em báo cho anh em nha anh em. Nó còn toàn bộ là gửi thứ quý không đó, anh em nhìn lên anh em biết ha. Gửi đỏ là gửi mít nè, gửi đỏ là gửi mít nè nha anh em. Dưới này cộng là rồi ha. Nó mua vậy ha. Rồi không không số em ơi. Chiều cao là 42 ha. 42 chiều cao. Cô chú. 26 Quỳnh Hân Chính. Cái cục này của nó là 63 hả cô chú? 63. Đường kính cầu là 50. Rồi mã số 6 này giá sao mày? Cái mã số 6 mã tư quý này cho luôn giá là 3.3 cô chú chị ơi. 3.3 và mã số 6 nha em, bảo ship này mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha em. Mã số 7 phô mai vàng lùng lực, sắc lớn mà giảm mềm nha em. Cái sinh viên ha. Rồi cho đồng số luôn mà. Chiều cao là 55 mấy cô chú. 55 chiều cao. Mình ăn 39 này là 39 nha cô chú. 39 cho mình eo. Rồi xác còn đến này là 45 mấy cô chú. Rồi. Đường kính cầu là 50. Rồi mã số 7 này giá sao em ơi? Mã số 7 mà dẹp vô luôn giá 2 triệu rưỡi cô chú anh chị ơi. 2 triệu rưỡi và mã số 7 nha nè, mà ship này mọi miền thôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 8 nha nè. Mã số 8 là phô mai vàng nha nè. Một cốt ha. Hàng nó dặn, nhìn cái nó gần gốt thôi nè. Bế nó quái hay nè mà. Rồi cho thông số luôn mày. Thông số luôn. Em ra 126 luôn chú. 26 cho 126 chiều cao nha nè. Rồi. Quần áo em ra vị trí này là 39 cho cô chú. 39 cho bình neo. Đường kính cầu là 50. Rồi mã số 8 giá sao em ơi? Mã số 8 mà dẹp vô luôn giá 2 triệu 6 chú anh chị ơi. 2 triệu 6 và mã số 8 nha nè, bỏ ship này mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 9 phô mai vàng giá sinh viên nha nam. Quá nha. Tứ trụ nha nam, mua cây vững vàng ha. Chiều cao là 39 của chú ơi. 39 cho chiều cao. Bình năng em coi vị trí này là 31 nha. 31 cho bình neo. Đường kính còn là 39 luôn ha. Rồi mã số 9 này giá sao em ơi? Mã số 9 cho luôn giá 1 triệu 7 của chú anh chị ơi. 1 triệu 7 phải mã số 9 nha. Mã xếp này mọi miền tới quá ha. Rồi tiếp theo mã số 10 nha. Mã số 10 là phong mai vàng lùng lực đế đặc nha nè. Cái gì gãy nước vậy? Cái này là bị bẻ gạch này nha cô chú. Cái này chốt rồi, gãy lại nha em. Bây giờ nè, nó có một chuyện cận Tết cho lấy không được. Em quay lại nha em. Cái này quá đẹp, bộ đế anh em ơi. Bộ đế anh em quàm. Bự lắm đó cô chú. Ngoài lớn lắm ha. Hai gian tay ôm không giáp đó nha em. Ngoài khá lớn cây ha.
rồi, học số mà. Chiều cao là 63. 63 chiều cao. Bình Thăng em ra vị trí này là 30 hay cô chú? 30 cho Bình Thăng nha em. Được chưa? Rồi. Ra vị trí này là 34 hay cô chú? 34 vị trí đó nha em. Rồi kính cầu là 60. 60 được kính bằng. Tổng quỳnh đế 1,5 m nha em. Còn mã số 10 này giá sao em ơi? Mã số 10 làm giao lưu giá là 5,8 của chú anh chị ơi. 5,8 phô mã số 10 nha em. Có ship đây mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo phô mã số 11 nha em. Mã số 11 là phô mai vàng đế khủng khiếp nha em. Thằng quái luôn ha. Thằng này à, cái thích hợp cho anh em nào có ý tưởng anh em là chơi ghép bao quắn anh em, anh em nhiễu xíu ha. Giờ cái bao quắn bây giờ ghép anh em vào mùi rất là giá trị nha em. Mấy người bao quắn ha. À. Giờ bộ quắn giờ à, anh em mà nuôi được mấy cây mà bo nó được già mùa anh em. Giờ bán có tiền lắm ha. Quắn nó đi nụ nút bông đẹp lắm anh em. Bông là anh em không có sợ hết nút mà nó chỗ xốp không có hết nút ha. Còn nhiều cũng ghép, anh em chơi lỗi đó thì biết. Đế này nè. Thằng thì quái ha, anh em về gọc thằng giữa chơi thường nhau cũng được, anh em để gì chơi cũng được nha anh em, để trường hao cho anh em muốn chơi sao anh em về cắt tự ý ha. Rồi cho anh em ở trong số luôn rồi ngay, mã số 11 là phong mây vàng sắp lớn giảm mịp. Chiều cao 123. Rồi. Bình Nam ra vị trí này là 43 hả cô chú? 43 cho Bình Neo nha Nam. Đường kính bầu là 70 nha. 70 cho đường kính bầu. Rồi mã số 11 là giá sao mày? Mã số 11 là giao lưu với giá là 6,5 triệu cô chú anh chị ơi. 6 triệu quà nó đỡ lắm nha cô chú anh ạ. 6 triệu rưỡi và mã số 11 nha Nam. Ở ngoài anh em lớn cây lắm em, 3-4 người khiên nha anh em. Bộ đế này nè. Chỉ giá 6,5 triệu thôi nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 12 nha anh em. Mã số 12 là cái mây vàng một cốt, đế đẹp, chân cành đẹp, giá sinh viên nha anh em. Đế này nè. Ồ, quá đẹp. Rồi cho em thông số luôn mày. Chiều cao 1,5 m của chú ơi. Chiều cao 1,5 m. Bình Thăng đại chiếc này là 30 ha. 30 Bình Thăng nha Nam. Đường kính bầu là 50. 50 cho đường kính bầu. Rồi mã số 12 này. Mã số 12 này dịch vô lưu ý giá là 2,2 triệu của chú anh chị ơi. 2,2 triệu và mã số 12 nha Nam, bao ship cho mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là phong mai vàng một cốc đế đặc nha nè. Anh em xem mai vàng nhất đấy gì thằng nha nè. Ở đây đặt anh em. Đế cho mẹ lóc hết trơn. Mà cổng bự không nha em, được cái cổng bự nhìn đẹp nha. Rồi cho thông số mày. Chiều cao là 93 cô chú ơi. Chiều cao là 93. 93 chiều cao. Bình Thăng anh ra vị trí này là 28 nha. 28 cho Bình Thăng. Đường kính cầu 60. 60 cho đường kính cầu. Rồi mã số 12 này giá sao em ơi? Sau đây là mã số 13. Mã số 13 nha lưu giá 2,3 triệu cô chú anh chị ơi. 2,3 triệu phải mã số 13 nha anh em. Rồi tiếp theo phải mã số 14 nha anh em. Mã số 14 thôi mà vàng lồng lực sắc lớn nha. Để đặt nha anh em. Giá mềm. Để nó dưới đất quạo wow, như này dưới nữa. Nó cuộn dưới ha. Đặt nó bền lắm như này. Cùng tay nằm dưới nó quặn dưới như này.
cái này anh em lặn lên chậu anh em mới gọng nếu đấy mà nó nổi thì anh em gọc 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 nó nhìn nó lặn nó ôm sát cái miệng chậu nhìn đẹp lắm anh nè. Chiều cao là 52. 52 chiều cao. 39 này là 37 nha cô chú. 37 với bình neo. 39 này là 42 nha. 42. Đường kính màu 52. Rồi mã số 14 này giá sao em ơi? Mã số 14 nha, lũi dép 3 triệu 3 của chú anh chị ơi. 3 triệu 3 phải mã số 14 nha em. Con ship này mọi miền tốt quá ha. Rồi tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là phô mai vàng. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao 68 chú ơi. 68 chiều cao. 59 này là 33 ha. 33 cho bình neo. Đường kính cầu là 50. Còn mã số 15 này giá sao mày? Mã số 15 giao lưu giá 2 triệu rưỡi của chú anh chị ơi. 2 triệu rưỡi của mã số 15 nha em. Rồi tiếp theo mã số 16 nha em. Mã số 16 là phô mai vàng giá sinh viên nha em. Quay đi em. Thông số luôn mày. Là 45 cho chiều cao. Em ra vị trí này là 34 ha. 34 ngay vị trí đó nha em. Ra vị trí này là 37 ha. 37 ngay vị trí này. Đường kính đầu là 39. 39 chứ đường kính đầu. Mã số 16 này giá sao em ơi? Mã số 16 là lô giá 2 triệu 3 của chú anh chị ơi. 2 triệu 3 mã số 16 nha em. Rồi tiếp theo mã số 17 nha em. À, số 17 phô mai vàng hải viên cây hay nào. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao là 74 của chú ơi. 74 chiều cao. 31 của Bình Thăng. Đường kính cầu là 55 nha. Rồi mã số 17 này giá sao em ơi? Mã số 17 này giao lưu giá là 2 triệu 4 chú anh chị ơi. 2 triệu 4 mã số 17 nha em. Bà ship này mọi miền tốt quá ha. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 18 là phô mai vàng lùng lực. Này khá đẹp này nè. Nó từ sạc cây nha em. Tất cả cây này là cây nguyên game nha. Clip này anh lên cũng được, cũng ít nhiều cũng được, anh em muốn nhìn lại như nào. Rất cảm ơn anh em ha. Giá em kêu ra thì nó cũng hợp lý anh em. Rồi cho thông số em ơi. Chiều cao là 48 đó cô chú. 48 chiều cao. Đăng đôi chiếc này là 38 nha. 38 cho Bình Thăng. Đường kính cầu là 50. Rồi mã số 10 8 này giá sao em ơi? Mã số 18 này cho lưu giá là 2 triệu 9 của chú anh chị ơi. 2 triệu 9 phô mã số 18 nha em. Mã số 18 là phô cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nào yêu thích cho lại lên trên chiếc quyền số 09398008 nha em. Anh em nào yêu quý trường bấm cho mình cái đăng ký kênh để có những sắc cây đưa hình phục vụ cho anh em. Thằng ấy chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.